Đây tối qua soi đây. Ủa, con này to nhá. Đây, con này cá bác ấy. Ừ. Con này, ui, con này gì dính cắp mình. Mùa này lát tay. Lát tay à? Ừ. Ờ. Để chọn cua rồi mà nó cắp chung á. Xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hiện tại bây giờ thì Hoàng Hiền đang có mặt tại nhà anh Tuân. Đấy. Các bác xem đây là thành quả tối ngày hôm qua. Anh Tuân anh đi xoay cua. Đấy, mặc dù hôm qua các bác biết là nó mưa to loanh luôn, sớm chớp mầm, nhưng Tuân ông vẫn rất chịu khó đi xoay. Sáng nay bán được nửa cân nữa rồi. Đấy, còn từng này. Chỗ này cũng phải cân rưỡi 2 cân nữa. Cua này sõi hơn. Mưa ra nhiều. Cua đồng xuống nhỉ. Ừ. Mà bắt đầu là bây giờ là ở dưới ngoài là lạnh nhiều, nhiều ra bởi vì nó mưa mà. Nhưng mà nước đang to. Nếu mà muốn soi tiết thì phải đợi nó rút. Đấy. Đợi nó rút thì mới có nối đi. Đấy. Bây giờ mà muốn soi thì vẫn soi được, nhưng mà phải có thuyền để đi mới soi được. Đấy, nhà anh Tuân được rào mưa. Cái đất ở lền này lún luôn. Đấy. Rất là tốt. Đấy. Nó đỡ bao nhiêu cái phần đầm nún. Ngang được đầm tường này cũng cũng tốt này. Mưa này tốt. Đấy. Ngày hôm nay thì sáng nó vẫn mưa rào to đoanh, thế là đội thợ của anh Trung hôm nay vẫn tạm thời là do là mưa này, nghỉ. Đấy. Mai nắng thì lại bắt đầu tiếp tục triển khai ngôi nhà của anh Tuân và chị Máy. Đấy. Tổng thể ngôi nhà đây. Tối qua nhà anh Tuân với chị Máy này cũng khốn khổ. Nhà anh Thảo này cũng đang lấy thang, vừa vác thang về đi dọi mái qua mưa dột ác. Đấy. Anh Tuân này cũng dột, anh Tuân tối qua là đang ngủ là di chuyển liên tục, hứng nước rồi là che bịt. Mưa to qua, nói là trận mưa to cực to luôn, mưa to gió lớn, sông sét mầm, nước sông bây giờ to lắm rồi, sông cầu bây giờ để mà bắt ốc mấy bánh đánh cá bây giờ cá bống là chịu. Nước sông to như kiểu lũ luôn, bởi vì nó mưa, nó không chỉ là ở Thái Nguyên mưa mà nó còn các cái tỉnh ở trên mưa nữa, Bắc Cạn, Cao Bằng, nói chung là mưa dồn về, nước dồn về sông nên là nước to lắm đấy. Hoàng Hiền đi qua to cực, mưa tiếp mạnh nữa khả năng là lụt lên. Bây giờ mới đang là chớm là đầu mùa mưa. Mưa tối qua là do là ảnh hưởng của gió mùa đông bắc các bác. Đấy. Thời tiết đang nóng ảnh hưởng. Đây lấy túi. Ảnh hưởng của gió mùa đông bắc thế là gió mùa đông bắc gặp mấy gió mùa hè. Có nghĩa là gió mùa đông bắc nó thổi về thế là nó gặp cái gió nóng ở đây, hai gió đẩy nhau. Đẩy nhau thì là cái gió lạnh nó nặng hơn, nó đẩy cái gió nóng là nhẹ hơn bay lên trên, ngưng tụ và gây mưa rất lớn. Đấy. Anh có cân không? Đặt thử bao nhiêu? Mượn cân à? Nhìn nhiều phết mà. Bao nhiêu? Cân 3 mới lại sáng là 5 lạng nữa. Cân 8 à? Sáng này bán bao tiền được cân đấy? Bao nhiêu? 50.000 à? Ngày sáng bán cho ai? Bán
Gặp à? Không, nó vào thăm lúa. Thăm lúa thấy là mua à? Hai tay. Hai tay. Bác có thằng kia nữa kìa. Kệ, cứ bắt cho nó. Cho nó mút. Các bác xem nước sủi to nè. Tối nay nếu mà đi soi là mới nhiều đúng không Tuấn ạ? Thật đấy. Nếu mà đi được thì có nhiều này. Nó đầu giá này. Hả? À, nước chảy giá phết nhỉ? Đây tối nay nó bò trên bò trên đấy. Đó. Nên chứ. Tối nay anh đi dọc cái bờ gần nhanh thôi này. Đi xuyên trên này, bờ xuyên trên này này. Gần gần không? À tối qua bắt được gần được bắt đây à? Hôm qua nó dở dời. Hiểu chưa? Bọn này nó tinh lắm, nó nhận nó thời tiết thay đổi bắt là nó phù hợp ra ngoài kiếm ăn ấy. Anh chả qua bắt được nhiều. Mỏi. Mỏi không đi à? À. Nước to hơn rồi. Chai chai giờ chịu. Cua thì còn khả năng nó vẫn lên bờ mất được con chai chai chị. Giờ ra ở đâu? Xuống cái điểm thụy của ai à? Thì đi. Điểm thụy. Tranh thủ đưa anh Quân đi, anh không mua xe. Anh không là phải mượn xe nhà. Đấy. Đã lo chưa? Vừa mới đổ ra. À. Hồng hào. À. Ở nhà nhá, để bố con đi bán cua lấy tiền với chợ. Chú nào đi. Xì đậy rất kín. Xích cua. Ông đơ quá. Miso suri. Treo xe. Giờ nó nhỏ nước. Cứ trèo kệ. Để dựa. Rồi, à, quá chưa. Đấy được. Qua anh soi nó có gặp ấy chưa? Tối qua mưa rồi đang ra đêm rồi ra hả? Muộn muộn là đêm có ấy đấy. À. Tối cái là kêu nhiều nhưng mà trong bãi lúa này. À. Nhưng mà mưa ra ngoài. Tầm này bây giờ mà ngô mà bẻ không ăn nhá. Một lúa gặt xong thì đồng trống ấy. Đồng có trống ông soi mắt là kiếm ấy ấy. Ừ, bắt đầu gặt cái. Mua đây mua ếch còn gì đó. Ừ, gặt cái là bắt đầu có ấy nhé. Đó. Ếch thì bắt được. Kiếm ăn đấy. Tuấn thường cứ kiểu gặt xong rồi mưa. À. Mưa nhờ ếch. À, ngoài bắt được. Ờ. Ôi ôi. Có lắm. Đường này có cấm đi à? Ờ. Nước to à. Nước ngoài to à. Treo biển. Ờ. Chiều nay may không mưa. Sáng
to anh. Tối qua Vân dậy thức mấy lần để thức cả đêm luôn. Cả đêm luôn à? Cả đêm luôn. Mưa thì bỏ không? Cả đêm không ngủ luôn. À. Sợ sập không? Sợ chứ. Sợ sập nhà. Không phải. Thế là không ngủ với à? Đây. Cả đêm thức. Cả đêm thức để ta mấy thằng Lộc này nó khóc với lại sợ mái rung mái hốt đi à. Thế là cũng phải ngồi bế đó à. Sợ quá trời ơi. Cái ông Thảo cũng thế. Ông Thảo thế à? Ông Thảo rồi đó. Đấy bác thang Thảo rồi đó. Ở đấy vợ lưu ấy ấy đang à. Lọc thôi. Điệp lắm. Đầy lương. Đấy bao nhiêu cái chậu ấy, hứng hết. Bao chậu hứng hết à? Tối nay là không nhìn soi nữa đâu nhỉ? Ờ, tối nay mưa. Hả? Nước to à? Nước to rồi à? Xem cái đồng nào ở trong này. Chọn Điệp Thụy các bạn. Em tưởng anh giao chợ Hanh rồi giao dưới này kìa. Không, ngay dưới này, qua cầu này. Hả? Qua cầu này một tí. Qua cầu một tí à? Thuyền chưa? Về biển. Nếu họ có nhà không? Không á. Mang họ cần gì? Ờ. À. Đây này, họ bán ở công ty may này á? Ở nhà đây người ta đi. À. Trong này à? À. Rồi anh gọi anh vào em đứng đây. À. Này món cua mấy nhỉ? À? Xuống công thế đang ở công ty may à? Ờ à, lại xuống đấy à? Ờ à, đi. Sau giao từ sáng này đi. Sau giao cho họ từ sáng này đi. Mưa hả? À. Mưa to xe không có. Xe to ư? Chạy. Như không tuần đường phố. Chúng mong các bác đây là gần đến đường tròn Điệp Thụy. Đó. Hoặc xã Điệp Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Phía trước này có công ty may. Đấy. Buổi chiều họ họp chợ bán nhiều cho công nhân mua. Đây à?
Anh cứ hỏi họ đây, anh sang lấy một dao cho họ. Mấy bà bán lẹ đây. Còn chưa? Ai đang mới được cân hai cua? Em một mình ạ. Thế hai thằng cân hai cua trên đồi. Cân hai à? Rồi tôi bố có tiền. Đây ngòi này bắt bao nhiêu rồi? Đây có ngòi đúng không? Đây. À? Nhiều rác là không có à? Anh Tuấn anh ấy vòng lại đầu này anh ấy thăm theo ngòi này có anh ấy bắt. Đây chính là đang địa phận Làng Hành nha phải không? Tìm được mỏ bắt rồi. Ô, kênh đâu à? Cái kênh kia. Bây giờ. Cung này lần đầu Hoàng Hiền nó vào đây. Thăm nó nào đánh bắt được tối kiếm ăn tiếp. Con đấy là con gì? Con là ổ kêu này hả? Con ổ ôm ổ à? Hả? Ao cái ngòi đâu? Hả? Chạy từ cái ao cái này chỗ này ra. Ô. À, chứ không phải ngòi xuyên suốt đâu đúng không? Không phải. Chỉ phải không có nước mà. Hả? Này làm gì mà soi được? Để trên. Hả? Chỗ cầu. Cầu nào? Cầu ấy, cầu trên. Cầu trên, trên đoạn trên một tí. Cầu đường vào Làng Hành đấy. Ừ. Cầu đấy. Lên đi cầu đấy xem. Ừ, đi đi đi. Chỗ này là anh chưa vào bao giờ đúng không? Ừ. Thử vào xem nó có không. Không có. Không kiếm ăn được khu vực này. Mùa này rất nhiều cỏ cho bò ăn. Bò
tự nhiên nó lên tốt. Đây này, ếch tối qua mà soi những cái rỗng này khả năng có này. Nhờ quái củ này lên mà đấy này. Gì à? Xe à, nhiều xe to lắm. Chạy như lúc thuần được rồi đấy. Đi sáng. Đẹp nha. Ôi trời ơi. Mát mẻ quang đáng. Đẹp. Anh thả có mạnh xuống xoay cầu thế này sao này? Phải không? Có đấy. Cái này có hai nhà. Có hai. Cua to hay dao được 100.000 cân à? Yeah. À. Đây á. Bọn này à? À. Đi nào, xuống đường này xuống nào. À. Ôi dồi, bà tường này lở đổ hết rồi. Mới đúng không? Chắc tối qua à? Ôi dồi, lá lúa rồi. Nó không không có kè phát là lở ngay nhỉ. À, mấy bờ này gặp ông Tuân, ông xây kè đá rồi mới chuẩn này. Nét này. À. Ui dồi, chỗ này họ mới san ra nhỉ. Ui dồi. Đây chắc công trình ở đâu họ chở về đổ. Này khả năng nước to á. Hả? Ui dồi, to lắm Tuân ạ. Trên kia to thì đây, làm gì kém cạnh. Chỗ này chịu không bắt được. Hả? Ừ. Nhưng mà anh xoay bắt ở rìa bờ chứ không phải là ấy đâu đúng không? Nhưng mà nó đục thế, nó vẫn đục. Ít lắm, nếu mà có thì con ít con nó bò lên bờ thôi. À. À con đông bình thường là nó vẫn nằm ở dưới nước. Dưới nước à? Ừ. Gần rìa đấy gì? Ừ đấy, gần rìa. À. Mấy nước to này chịu. Thôi chấp nhận là nghỉ vài hôm. Thì nghỉ vài hôm rồi. Cho nước nó rút. Nhưng mà giờ xác định là nó cũng mưa nhiều. Ờ. Thôi anh lấy xe anh vòng đường kia lên đi. Em đi bên này luôn nhá. À. Rồi. Mỹ Tuần.
chịu khó lắm các bạn. Hai anh em như anh Tuân, anh Thảo, anh Nạo vất vả. Ông Thảo thì bệnh tim, vợ huyết áp. Tuân này yếu huyết áp, người gầy còm như mõ, vất vả, con cái nó ốm đau. Tối qua mưa ấy, anh Tuân này không được ngủ các bạn. Thức cả đêm luôn để bế con với này, che nước mưa rột. Đó. Vừa ngủ nó vừa rột mà vừa lo, nó gió mạnh nó sập sét nó đánh, hay là gió mạnh nó sập bố nhà nó. Quá khổ các bạn. Làm gì mà có nhà chắc chắn thì mà ở đâu. Cũng may là được cô Thúy Hằng cùng các bác các mạnh thường quân giúp đỡ về kinh tế cũng như là giúp đỡ tiền cho gia đình là đang xây một ngôi nhà chắc chắn kiên cố bền đẹp để sử dụng. Nếu mà không có các bác các mạnh thường quân giúp đỡ thì thực sự không biết bao giờ thì nhà anh Tuân này mới hết khổ các bạn. Bao giờ mới có nghĩa để mà anh nhà anh Tuân để làm được nhà thì thực sự nó phải rất là lâu, đúng không ấy? Thậm chí là nó vô cùng khó luôn. Bởi vì bây giờ nhà ba đứa nó ốm đau đấy, thằng bốn đứa tất cả ba đứa thì ốm đau bệnh tật như thế. Hai vợ chồng cũng anh Tuân này yếu, có mỗi chị máy thì sức khỏe ổn định chút, sốc vác nhưng mà cũng phải ở nhà chăm con suốt. Ông Tuân này ông ấy đi làm được hôm nào là làm. Tối tranh thủ soi con cua này được bao tiền các bác. Vất lắm, soi cua này mấy nay giá cao bán được 100.000 cân, bình thường như mọi khi thì bán được 70-80 nghìn một cân, ví dụ được có được một cân thì được 80-100 nghìn, 2 cân thì được 160, đắt thì được 200, nhưng mà để mà soi được 2 cân thì cũng vất. Nhưng qua nhiều anh Tuân soi được 1,5 cân, nhưng mà nó cũng bị chết. Đi bán thì họ cũng trừ những con chết, những con bé nước thì nên là cũng không có bao nhiêu. Nói chung là người nghèo thì nó cũng nghèo. Người khổ thì cứ khổ, nhưng ai giàu thì quá giàu. Các bạn so với nhà đại gia mà so với nhà ông Tuân này đúng là chừng lệch quá lớn. Người khổ thì quá khổ, quá vất. Tối nay nước to này lại không có gì để bắt đâu. Đây là nước ở cầu này to lạnh luôn. Đấy em đi qua ngó chậm chậm em quay như thế này. Đi đi. Một người kín cây đấy. Đây. Kín cây vẫn nước to. Đấy. Mỗi anh soi cả chỗ này đúng không? Anh Tuân xây xong rồi nổi bật khu này, đẹp nhất khu vực, rộng rãi. Rồi, con gái bố Trung này, thợ xây này. Chào các bác này. Chào chú chưa? Chú nào? Yêu chú không? Nhiều hay ít? Bao nhiêu phần trăm? 100%. 100% à? À. Hát tặng bác bài đi.
hát tặng bác bài đi. Ba bố bác. Đứng đây, hát 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 được bài. Bà ơi bà. To lên. Con yêu bà nam, các bà trang cả ban như mày. Cháu yêu bà, con mong bà đây khi ban cơ nơi. Con nhớ bà vui. Bảo em hát bài đi, Bình An hát bài đi. Bài bà đi. Bình An hát bài đi, Bình An ơi. Ai? Ai? Đang mải chán rồi. Đấy.